Đạo mộ, quân mai phục trong ngôi mộ kỳ bí. Cuối cùng cũng tìm được rồi. Ta dám cá, trong này là mộ đại vương trong lời đồn. Vong linh chưa chết, kẻ trộm mộ hết đường, đang nguyền rủa chúng ta sao? Giọng điệu cũng ghê gớm lắm, nhưng với một mô kim hiệu quý đời thứ 45 như ta thì hoàn toàn vô ích. Ông tổ phù hộ cho con lần theo được dấu vết để trở về, cho vợ con suốt đời bình an suôn sẻ. Còn làm ký hiệu nữa à? Thuận, để khỏi bị lạc đường, đi thôi. Cùng nhau đạo mộ, có nạn cùng chịu. Nếu vi phạm lời thề, người chết hồn tan. Tầm long nhất định phải xem tường. Một lớp tường là một cửa ải. Nếu đóng cửa có hình bát quái, chắc chắn có Dương Hầu ở đây. Mở. Hỏng rồi. Quẻ khôn là cửa chết, không được đạo mộ. Tào huynh à, huynh với ta đều là mô kim hiệu quý chân chính truyền qua nhiều đời, mắc gì mà sợ bóng sợ gió như vậy? Là khí độc gây ảo giác, cẩn thận. Đại nha, không sao, chỉ ngất đi mà thôi. Dầu to rồi, dầu to rồi. Lão hồ, lão hồ, đừng vào đó, lão hồ. Ta sắp vào sang phú quý rồi. Vào to rồi, vào to rồi. Lão hồ, Mù Kim Quyết có nói, quan tài đồng sợ quan hồn, quan tài đứng trấn quỷ dữ, bên trong có bẫy. Chính là nó. Lão hồ, lão hồ, mau đi thôi. Vong linh không chết, kẻ trộm mộ hết đường, khí độc gây ra ảo giác. Những thứ này là giả hết, là giả hết. Lão hồ, chỉ thấy vị mô kim hiệu quý đó tay cầm cây sẻng sắt đào mộ do ông tổ để lại. Thả huynh đệ của ta ra. Xong đến con quái vật hét một tiếng, thả huynh đệ của ta ra. Chỉ thấy con quái vật đó xông về phía vị mô kim hiệu quý đó với một tốc độ nhanh như tia chớp. Sau đó thì sao? Sau đó thế nào? Người đó chết chưa? Mau kể đi, mau kể đi. Muốn biết vị mô kim hiệu quý đó sống chết ra sao, chúng ta hãy cùng nghe hồi sau. Sẽ rõ. Lão đạo sĩ thối, ai cho ông bậy hàng ở đây hả? Đừng 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 đừng, đừng đừng đi thu tiền. Thu, ta hỏi ông, ai cho ông bậy hàng ở đây? Mau dọn đi cho ta. Không đấy thì sao? Ngươi muốn bày hàng ở đây đúng không? Huynh đệ, ta nói ngươi hay. Ta thấy tướng mặt của ngươi có ấn đường ám đen. Nếu hôm nay ngươi bày hàng ở đây thì mai ngươi sẽ gặp tai họa chết người đó. Ngươi tin không? Ta mặc kệ ông là thầy bói toán hay là người kể chuyện,
chiếm địa bàn của ta thì phải cút. Tên tiểu bối ngu xuẩn, chẳng biết thiên cơ là gì. Ta thấy tướng mặt của ngươi chắc chắn là đạo mộ, từ đời này qua đời khác. Đến đời của ngươi có tiếng nhưng lại chẳng có miếng, đúng chứ? Ngươi như vậy gọi là có cha mẹ sinh nhưng không ai dạy. Ông nói lại lần nữa ta nghe xem. Ta nói gì? Chẳng phải ta chỉ nói sự thật thôi sao? Bộ ta nói sai à? Huynh đệ, ta có bệnh ở xương cổ, ngươi thả tay ra đi. Đau. Thế này đi, chỉ cần ngươi thả tay ra, ta sẽ chỉ cho ngươi con đường kiếm tiền. Được rồi đó, nếu ông có cách kiếm tiền thật thì tự mà dạy cho ông trước đi. Tục ngữ nói, đất có thể giấu vàng, cũng có thể chôn người. Sống chết thay đổi khôn lường, thiện ác chỉ nằm ở ý nghĩ. Ngươi phải quên đi vết thương, không ngừng vươn lên. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể nắm chắc vận mệnh trong tay mình. Quan binh tới rồi. Đúng là tà ma ngoại đạo. Miếng lệ băng cuối cùng rồi đây. Liếm một miếng giúp dưỡng âm bổ khí, ăn một miếng là sức lực dồi dào, đảm bảo chữa được mọi bệnh. Đạo sĩ, miếng lệ băng này là báu vật hiếm có, là đồ thật sao? Ống ánh long lanh, vào miệng ngọt ngay, cho người nếm thử miễn phí. Đây là thứ mà hồi đầu tháng bốn đạo sĩ đã mạo hiểm tính mạng phá chín cơ quan, 400 cương thi chôn cùng dưới mộ, tìm được trong mộ cổ đại vương đó. Chỉ còn lại mỗi miếng này thôi. Ta ấy à, thấy ngươi cũng là người có duyên, bán cho ngươi 15 lượng. Rảnh lại đến nhé. Được. Nào 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 nào, hôm nay mang bánh bao thơm phừng phức về cho mấy đứa đây. Thơm chết mất. Nào nào nào, có cả quần áo bông nữa, có ăn có mặc. Sau này đợi ta có tiền rồi sẽ cho mấy đứa sống như những đứa trẻ có cha có mẹ, ở nhà mới. Được đi học được không? Được. Ở kia chính là hắn, Tiểu Thạch đầu. Mau cầm đồ về đi. Mau đi mau. Đứng lại. Chạy đi đâu? Tên biệt bợm họ Tào kia, ngươi trả lại tiền cho người ta ngay, nếu không bà đây sẽ đánh gãy chân ngươi. Đại tiểu thư, qua đây nói chuyện đi. Cô biết canh một lan chứ? Dùng thuốc này để tắm gội có thể tăng thêm 10 năm công lực đó. Ta bán giá thấp cho cô. Từ nhỏ bổn cô nương đã luyện võ học y, chỉ với hộp bột thuốc chẳng ra gì này mà cũng muốn gạt ta. Lấy cục đường phèn ra nói là lệ băng bán cho chồng ta. Ngươi nói xem, mấy người bị bệnh truyền nhiễm chết trong thôn có phải là do ngươi bán thuốc giả đầu độc họ không? Bớt đổ thừa cho ta đi. Bệnh này đã lan truyền trong thôn mười mấy năm rồi, đừng có ở đó mà đổ lỗi cho ta. Ngươi còn giảo biện, sao ngươi không bị mắc bệnh rồi chết với mẹ ngươi luôn đi? Con mụ béo chết tiệt, mụ mắng ta thì được, mụ dám như vậy với mẹ ta thì đừng trách ta không khách sáo với mụ. Ta khinh, đúng là cha nào con đấy. Khi xưa cha ngươi gạt tiền trốn nợ làm con rùa đục cổ. Cha bỏ mặt con và mẹ sao? Cha, không ngờ sinh ra đứa con trai như ngươi cũng học được thói lừa gạt bịp bợm. Ngươi dừng tay cho ta. Bán thuốc giả còn dám đánh người sao? Đúng là chẳng có phép tắc. Bà con, đuổi tên lừa gạt này ra khỏi thôn đi. Đánh chết hắn. Đánh, đánh, đánh. Đừng đánh ta. Đừng để hắn chạy. Không được chạy. Không được chạy. Đừng chạy nữa. Không đuổi kịp. Không đuổi kịp đâu. Xin lỗi nhé đại cẩu. Nào. Đau. Giữ lấy. Làm chi chi đó. Ra tay cũng độc ác quá. Nha đầu đó nên gia nhập quân đội giết bọn giặc oa. Ngươi được rồi đó. Không phải ngươi thích kiểu vừa xinh đẹp vừa ghê gớm sao? Đó là con gái của trưởng thôn, ta không giới tới nổi. Đi, dắt ngươi đến thôn thổ gia ăn đồ ngon. Ngươi vẫn còn dám đến thôn thổ gia ư? Ngươi không nghe nói hai hôm trước bọn giặc oa đã giết sạch cả thôn họ rồi sao?
tên cầm đầu giặc Oa đã dùng tiền vàng vơ vét được làm thành một bộ giáp bằng vàng. Còn nghe nói là đao kiếm không chém được nữa. Yên tâm, đến lúc đó nếu giặc Oa đến thật thì chúng ta cứ trốn vào ngôi mộ trống nhà Kim. Ta không đi đâu, chỗ đó có ma. Vừa đến nửa đêm thì toàn là tiếng kêu của đủ loại ma nữ. Ta không đi. Thần tới đánh thần, ma tới đánh ma. Yên tâm đi, có Hoàng Đại Tiên ta đây, ta che chở cho ngươi. Ai che chở cho ai còn chưa chắc đâu. Nếu như ngươi xem ta là huynh đệ thật thì ngươi bớt làm mấy chuyện xấu đi. Ta đi theo ngươi đã ăn biết bao nhiêu trận đòn rồi. Mau lên. Mau lên, mau lên. Người nối dõi Mô Kim Hiệu Quý đời thứ 46 trong thôn các ngươi đang ở đâu? Chủ động bước ra đây, dựa theo bản đồ báu vật của bọn ta, giúp bọn ta tìm được báu vật trong mộ đại vương thì tiền thưởng rất hậu hĩnh. Quan binh lão gia, bọn ta đều là người nghèo khổ lao động chân tay cả, làm gì có Mô Kim Hiệu Quý gì chứ. Trưởng thôn, đừng lừa ta. Ta nghe nói người nối dõi đạo mộ đó khoảng độ 20 tuổi, giao ra sẽ được lợi. Chúng tìm ngươi có đúng không? Chúng ta phải mau chóng rời khỏi nơi thị phi này, lát nữa đến tìm ta, chúng ta cùng chạy. Thuận tử, thuận. Nhưng thực sự là chỗ bọn ta chẳng có Mô Kim Hiệu Quý nào cả. Bạn nhỏ, ngươi có biết không? Ta không biết. Ngươi không được làm hại con bé, nó vẫn là trẻ con, đừng làm hại con bé. Con à, Tiểu Thạch đâu? Tiểu Thạch đâu? Con à, súc sinh, các ngươi là bọn hung ác giết người không chớp mắt. Ngày nào mà Mô Kim Hiệu Quý chưa xuất hiện thì ta sẽ giết thêm hai người, cho đến khi hắn xuất hiện mới thôi. Tướng quân, ta là phó thôn, ta biết hắn ở đâu. Đồ không có khí khái nhà ngươi. Người mà ngài muốn tìm tên là Tào Thuận, một Mô Kim Hiệu Quý. Nhưng pháp lực của người ấy rất cao, đi ngao du khắp nơi rồi. Chuyện là ngày tháng năm nào trở về bọn ta cũng không biết. Thế thì mỗi ngày giết 5 người, để xem phải giết bao nhiêu thì mới thấy được Mô Kim Hiệu Quý trở về. Tiếp tục mở rộng phạm vi, có đào 3 tấc đất thì cũng phải tìm ra hắn cho ta. Mẹ, đứa con trai hư này là có lỗi với mẹ rồi. Con bất hiếu, phải rời xa mẹ một khoảng thời gian. Nhưng mẹ yên tâm, mộ của Tào Môn Vương Thị, đợi con tích góp đủ tiền thì sẽ trở về sửa mộ lập bia cho mẹ, xây trường học cho những đứa trẻ mồ côi đó. Cha đó, ngày nào thiếp cũng uống lệ băng sẽ mau khỏi bệnh thôi. Đã nói là lệ băng chữa được mọi bệnh mà. Chàng đừng đi nữa. Cha, cha đó. Thuận tử, Thuận tử, bọn giặc Oa vì muốn tìm ngươi mà đã bắt đầu giết ngươi rồi. Đi 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 đi, mau về đi, mau. Dù sao thì họ cũng luôn muốn đuổi ta đi, không đáng gì họ mà đi tìm chỗ chết. Đến lúc đó ngươi đi cùng ta. Ngươi nói nghe nhẹ nhàng thế. Tiểu, Tiểu Thạch Đầu với Tiểu Lê Tử, chúng nó đều chết uổng rồi. Tiểu Thạch Đầu, Tiểu Lê Tử làm sao?
Nói đi, chúng làm sao rồi? Bọn họ một ngày không tìm thấy ngươi thì sẽ giết 5 người. Kẻ nào? Đi, mau đi thôi. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Đại cẩu, đứng lại. Bên này. Bên kia. Tiêu rồi, lần này hết đường dậy rồi. Chỉ đành tương ghế tựu ghế thôi. Theo ta thấy, hay là đút thăm tìm một người đóng giả Tào Thuận đi. Bé bé cái mồm thôi. Đóng giả? Ai đóng giả thì sẽ phải chết. Đúng thế, thứ mà chúng muốn tìm là mộ đại vương. Nghe nói chỗ đó có 3.000 âm binh, hồn ma không tan. Trong mộ có cơ quan khắp nơi, biết bao nhiêu kẻ trộm mộ cuối cùng đều bỏ mạng ở đó. Huống hồ gì chúng ta tìm một người đóng giả cơ chứ. Nếu lỡ như bị chúng phát hiện thì mọi người đều gặp tai ương hết. Thế phải làm sao đây? Chúng ta cũng không thể chết thay hắn, cứ bắt trói hắn giao cho giặc oa. Mọi người đều hài lòng. Đúng vậy, chuyện này. Cha, tuy tên họ Tào đó là kẻ lừa đảo, nhưng dù sao cũng là chuyện liên quan đến mạng người. Trưởng thôn mà, đừng do dự nữa, quyết định đi. Ở kia, bắt lấy hắn. Đừng cử động, bắt lấy hắn. Cử động thêm là ta chạy đó. Tào Thuận à, sao ngươi có thể nhẫn tâm rời bỏ bà con chứ? Không phải ta đến đợt mình rồi đây sao? Nhưng ta sắp phải chết rồi, phải thu ít ví đi đường. Được, mấy người bọn ta gom lại cho ngươi, gom lại cho ngươi 10 mấy lượng. Được chứ? Ít nhất cũng là 500 lượng. 500 lượng. Ta sắp chết đến nơi rồi, muốn dùng cái mạng quèn đầy để đổi lấy chút tiền sửa mộ lập bia cho mẹ ta, xây trường học cho mấy đứa trẻ mồ côi. Được, chỉ cần ngươi giúp bọn ta đuổi giặc qua, cho dù có đập nồi bán sắt cũng sẽ gom đủ tiền cho ngươi. Đợi đó, chốt kèo nhé. Nhưng ta cũng chẳng phải là Mô Kim hiệu quý chính quy gì, hắn không phải thật. Nếu lỡ bị chúng phát hiện thì sẽ giết sạch hết thảy các người. Thế thì không được. Đại tiểu thư có biết cách thôn 2 dặm về phía bắc có ngôi mộ trống nhà Kim Tào Thuận à? Ở đó có ma nữ, tối nào cũng có tiếng ma kêu. Nơi đó chính là nơi mà bọn giặc oa phải chôn mình. Bớt khoa trương đi. Càng là nơi có ma thì càng là nơi tốt để giết người giá họa. Đại tiểu thư yên tâm, nếu ta đã dám nhận tiền thì có bản lĩnh xử lý được chuyện này. Bắt đầu từ hôm nay, nếu các người muốn sống thì phải nghe ta chỉ huy. Chuyện không thể chậm trễ, tối nay hãy xông lên cho ta. Đạo trời xuất quan, các thần lui hết. Mô Kim hiệu quý đời thứ 46 trở về. Ma vương quỷ sứ mau chóng hiện hình. Yêu đạo muốn chết? Hỗn láo, ta là cao nhân đắc đạo, nếu ngươi dám làm ta bị thương, ngày sau ắt bị trời trừng phạt. Cao nhân lượng thứ, đây là bản đồ báu vật tổ tiên để lại, có chắc tìm được nó không? Mộ đại vương cơ quan đầy rẫy 1000 âm binh, hồn ma không tan, đã ra lời nguyền độc ác đối với những người trộm mộ. Thế phải làm sao?
dễ như trở bàn tay. Tôi nói hiện tại trời tháng 7 có vẻ không may, nhưng các ngài thả người ra trước, trồng 70 cây ăn quả ở ngay đầu thôn, làm việc thiện tích đức, thể hiện thành ý. Sau 7 ngày trai giới mới có thể mở quan tài đạo mộ. Giải trừ phong ấn thôn, sắp xếp trồng cây. Rõ. 7 ngày sau, Thước và ta hợp nhất, thấu hiểu thần ma. Chắc chắn có vương hầu ở nơi này. Đến rồi. Đây là nơi đất lành muôn đời của đại vương. Đi. Mô Kim Hiệu Quý thành tâm khấn các linh hồn thần ma các nơi kính mời nghe. Hôm nay ta vào trong tìm báu vật, ngày mai chiếu rọi không vấn đề. Khoan đã. Tướng quân, thuốc nổ này thuộc hỏa, binh khí và áo giáp trên người các ngài thuộc kim. Hỏa khắc kim, hai hành tương khắc, đem vào trong mộ thì không may đâu. Hay là thế này, chúng ta để thuốc nổ với binh khí ở ngoài mộ hết đi, đề phòng bất trắc. Không được. Khoan đã, các ngài cưỡng chế mang hỏa và kim vào trong làm đối ngũ hành, xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm? Đại nhân nói không được là không được. Ở chỗ bọn ta thì phải theo quy tắc của bọn ta. Chuyện là đại cẩu, người lấy theo cái cuốc làm gì vậy hả? Xin tướng quân bớt giận, chỉ cần không đốt lên thì mang vào cũng không sao. Mời. Mời. Có mà. Sao ta nghe thấy có tiếng ma nữ kêu thế nhỉ? Ta cũng nghe thấy. Có bảy không nhỉ? An toàn, không có cơ quan. Phía trước là cửa mộ rồi. Đi theo. Tướng quân cẩn thận nhé. Mô Kim Hiệu Quý thành tâm khấn các linh hồn. Hôm nay ta vào trong tìm báu vật, ánh sáng chiếu rọi không phải sảnh trống. Rất tốt, thật là kỳ diệu. Đạo trưởng sợ cái này. Mọi vật đều có tánh linh, ác giả ác báo.
Khốn kiếp, rõ ràng ở đây có cơ quan, còn bảo quân ta cởi áo giáp. Tại sao chỉ có quân ta chết trận? Đây là hậu quả khi các ngươi không nghe lời của đạo trưởng. Ta đã nói từ trước rồi, binh khí giáo giáp mà các ngài mang theo quá nhiều, làm ngũ hành rối loạn. Nếu bỏ lại binh khí giáo giáp từ sớm thì chẳng phải là không có chuyện gì sao? Muốn chết, đây là địa bàn của lão tổ tông bọn ta. Các ngài mà mạo phạm người chết thì sẽ bị nguyền rủa. Trách ai đây? Ta không tin. Ngươi bỏ đao xuống. Ta nói ngươi bỏ đao xuống. Tiếp tục dẫn đường. Đi, mau lên. Đừng cãi nhau với chúng, có ta rồi. Ngươi nổ quá đó. Nhất đếm khảm, nhị đếm khôn, tam chấn tứ tốn là rẽ ra từ giữa. Dáng vẻ của ngươi cũng khá giống dáng vẻ của môn kim hiệu quý đấy. Người cha tàn nhẫn đó của ta chưa từng dạy ta bản lĩnh đạo mộ nào hết. Mấy câu khẩu quyết này là do ta học lén đó. Ngươi có từng nghĩ cha ngươi không phải vì trốn nợ mà là gặp phải chuyện nguy hiểm gì không? Ông ta cố ý bỏ rơi ta và mẹ ta, nợ người ta cả đống. Đợi cha cô gom đủ tiền cho ta, ta sẽ sửa lại mộ cho mẹ ta một cách đàng hoàng. Đi thế nào? Đông Bắc là cửa sống. Đi bên này. Tướng quân, bên này. Cầu đoạn hồn là cầu nối với cõi âm. Phía trước là mộ thất rồi. Các ngươi đi trước đi. Đừng sợ, bước vững vào. Ta đã nói, ta đã nói là nơi này không sạch sẽ mà. Ngươi đừng lắc. Ta đâu có lắc. Chúng ta sẽ không rơi xuống chứ? Qua đây đi. Chú ý nhìn đường. Cẩn thận, cẩn thận. Cơ quan chỉ giết tướng sĩ của bọn ta, các ngươi chẳng sao cả. Cái bẫy là các ngài không nghe lời khuyên, mang theo binh khí nên mới gặp phải báo ứng. Ngươi, các ngài vốn dĩ là khí mạch ngoại tộc, vốn trường năng lượng không hợp với chủ mộ, cộng thêm các ngài lại mở quan tài trộm báu vật, lòng dạ bất chính. Vốn những cơ quan này là để trừng phạt những kẻ đến trộm mộ, không giết các ngài thì giết ai? Tướng sĩ quân ta chết rồi, các ngươi cũng phải đền mạng. Dừng tay.
Nếu giờ các ngài còn giết thêm người, thì cho dù chết, ta cũng sẽ không nói thêm một câu nào với các ngài nữa. Đến lúc đó, các ngài cũng sẽ không sống được lâu đâu. Đúng vậy. Không có Mô Kim Hiệu Quý, đừng ai hòng ra khỏi đây. Đi tiếp. Chi Chi, không bị thương chứ? Không sao. Nhất khảm phía nam, cửa may mắn. Bát cấn đông bắc là cửa sống. Quẻ cấn là cửa sống. Tướng quân, đằng sau là chính cung của Mộ Đại Vương. Mô Kim Hiệu Quý thành tâm khấn các linh hồn, quỷ thần các nơi xin hãy lắng nghe. Hôm nay ta vào trong tìm báu vật, ánh sáng chiếu rọi không vấn đề. Mời. Người trước. Không đúng. Trong này không có báu vật. Quan tài được sắp xếp rất kỳ lạ. Là cơ quan. Thứ tự sắp xếp các quan quách ngầm hiểu là Vũ Hầu Bát Trận. Bát Trận có nghĩa là bốn quẻ Càn, Khôn, Tốn, Cấn, cộng thêm Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, kết hợp thêm Hà Đồ Lạc Thư, Kỳ Môn Độn Giáp, gộp lại mà thành biến hóa khôn lường. Phải tốn sức lực như vậy, chắc hẳn là chính cung của chủ mộ. Thế nên không những nơi này không có cơ quan, hơn nữa chắc chắn trong quan tài này còn có vô số kho báu. Đạo trưởng đừng lừa ta. Ngài xem này, nơi này ở chính giữa của bát quái, trong vòng nghìn dặm, phong thủy cực tốt, là nơi có linh khí đấy. Thế đạo trưởng cùng mở quan tài đi. Nào. Đừng nói chuyện, đừng phát ra tiếng động, đừng căng thẳng. Sao chỉ toàn là binh khí và nón giáp sắt của bọn ta vậy? Thợ làm mộc, làm khóa, điêu khắc của chúng ta chuẩn bị cơ quan bên trong mộ rỗng trước. Đợi khi ta dẫn theo giặc oa vào, mọi người hãy khởi động cơ quan phục kích chúng theo kế hoạch.
Mau. Mau lên. Đây, mau. Thời cơ đã đến, đóng cửa đánh chó. Bà con xông lên nào. Bà con, đánh chết chúng. Giết chết hắn. Đánh giặc oa. Dù báu vật do tổ tiên bọn ta truyền lại có hóa thành tro cũng không đến lượt các ngươi đến lấy. Bà con ơi, giết chết bọn chúng. Cha, 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 cha. Cha không nhìn thấy con. Xuất giá được rồi. Đừng, đừng mà cha, đừng mà cha. Không lấy được tiền cho Tào Thuận. Cha có lỗi với cậu ấy. Cha, 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 cha. Mau lên, mau đào mọi người ra. Này, đỡ trưởng thôn ta dậy nào. Người có công đầu, sau khi quay về ta cho người làm trưởng xóm. Vâng, cảm ơn phó thôn vương. Không, ý ta là cảm ơn trưởng thôn. Cảm ơn trưởng thôn.
Thuận. Đào mộ phù. Người cùng ngành đời sau thấy chữ như gặp mặt. Kẻ hèn này tên Tào Quý, mấy đời đạo mộ, vợ bệnh nhà nghèo, nợ thì nhiều, ruộng thì cằn cỗi, giống muốn tìm thuốc của tiên gia để cứu vợ đang bệnh. Chút lệ băng đó sao có thể chữa khỏi bệnh của nàng? Nàng và con mặc kệ ta đi, ta làm xong chuyến này thì sẽ rửa tay gác kiếm. Cha, có phải cha bỏ mặc con và mẹ không? Cha! Không ngờ trọng thương cùng đường, hối hận đã muộn. Mong người cùng ngành đời sau mang thư này đến nhà ta, làm rõ ý ta, dặn dò vợ con ta gắn bà bảo trọng, là ta đã mãn nguyện rồi. Con đã trách làm cha rồi. Đây là tên của con, Tào Thuận. Thuận tử. Cha không thể đồng hành cùng con cả đời. Cha mong sau này con có thể dựa vào bản lĩnh của mình, gặp dữ hóa lành, cả đời thuận lợi. Cha, ngươi đừng tự trách quá. Cha ngươi ở trên trời linh thiêng, chắc chắn ông ấy sẽ không trách ngươi. Ta trách nhà mông mấy rồi, Thuận tử. Nhiều năm qua mọi người đều cho rằng ông ấy đi trốn nợ, chưa từng nghĩ rằng ông ấy... Sao thế? Ta từng nhìn thấy hoa văn này trên bản đồ kho báu của giặc Oa. Không sai, chỗ này chính là mộ đại vương. Mộ đại vương, chỗ mà bọn giặc Oa thật sự muốn tìm chính là nơi này. Không ngờ đó là ở bên dưới cổ mộ của nhà Kim. Vậy ý của ngươi là mộ trong mộ à? Thảo nào lúc cha ta đi chẳng nói gì cả. Thì ra ông ấy muốn trộm mộ đại vương. Vậy vì sao mộ của nhà Kim là ở trên mộ đại vương thế? Ngũ hành tương sinh tương khắc. Cha ta từng nói các triều đại sẽ tuân theo quy luật tương sinh tương khắc của ngũ hành. Hỏa khắc kim, thổ khắc thủy. Nhà Kim mệnh thổ, nhà Tần mệnh thủy. Kim ở trên, Tần ở dưới. Mộ này ở Kim thì là đại cát, ở Tần là hung sát. Tiêu rồi. Tổ tiên đời đời trong thôn truyền rằng trong mộ đại vương có cơ quan dày đặc, âm binh âm hồn lẫn vẫn dai dẳng. Thế chẳng phải chúng ta chết chắc rồi sao? Trưởng thôn làm sao đây? Tào Thuận, ngươi là kẻ đầu têu lừa giặc Oa vào mộ. Có phải ngươi muốn khiến chúng ta bỏ mạng tại đây cùng bọn giặc Oa không? Phải đấy. Bà con, Tào Thuận ôm hận chúng ta nhiều năm, lần này ngươi đã nắm được cơ hội rồi. Ngươi muốn giết chết bọn ta đúng không? Chết hết ở đây đúng không? Còn nói sằng nói bậy nữa là ta bẻ gãy tay ông. Được, nhẹ thôi. Đại tiểu thư, ta không nói bậy nữa.
Ta không nói bậy nữa. Đại nhân, xin lỗi. Đại nhân, đại nhân, khốn kiếp, cái mộ đó là giả, chúng ta đã bị chúng lừa rồi. Giết chết hết bọn chúng, không được chừa kẻ nào. Cổ mộ có linh đan, lệ băng lạnh ngàn năm, rơi vào bụng rắn rết, cương thành sói và rồng. Sao cha ta lại vẽ con sâu xong rồi còn viết một bài thơ nhỉ? Nghĩa là sao? Có lẽ nó nói đến trong mộ này có cất giấu linh đan, nhưng sau khi rắn rết ăn nó vào thì chúng sẽ biến thành cương thi đáng sợ. Chúng đến rồi, mọi người mau chạy đi, giết sạch bọn chúng. Tướng quân, đều do một mình Tàu Thuận đầu tiêu, ngài giết hắn đi, đừng giết ta. Ta có chứng cứ, đây chính là chứng cứ, ta nói thật đấy. Ngài nhìn kỹ đi, có phải giống hệt với hoa văn trên bản đồ của ngài không? Đây là sách mà cha ta để lại cho ta. Bây giờ ngài giết bọn ta, không những không tìm được kho báu, mà ngay cả sống sót cũng khó. Chi Chi, lời nguyền hiển linh rồi, lời nguyền hiển linh rồi. Chạy mau, đây chính là con rắn mà cha ngươi vẽ. Mau, mọi người mau đi đi, mau. Chi Chi, lại quay về đường cũ rồi. Ma dẫn đường hay sao thế? Cái này là do cha ta để lại. Đi bên này. Mau, mọi người mau tìm cửa. Ở đây là cửa bát quái. Không phải, không mở cửa được. Cửa này cũng không mở được, cửa này cũng không mở được. Tiêu rồi, đừng nói nơi này cũng có cơ quan nhé. Cửa này cũng không mở được. Quả nhiên là vậy. Chấn là rồng, khảm là lợn, ly là trĩ, đoài là dê. Rồng ở đây, dê ở đây. Động vật đại diện cho phương hướng. Tốn, khôn càng là ngựa, khôn là trâu, lợn ở phía bắc, ông trọng ở chính giữa. Không sai, chính là nó. Vua ở phía bắc, thần ở phía nam. Xoay nó hướng về phía bắc, mau. Chưa mở ra được, không được.
Mở ra rồi, mở ra rồi. Đi đi, đi nào. Bà con, mau nấp vào. Mau. Đại cẩu, đi mau. Mau. Tướng quân, sao lại là cửa chết vậy? Ngồi đi. Nghỉ ngơi một khắc trước đã. Bảo Tàu Thuận mau tìm ra lối vào. Không sao rồi, thứ đó đã bị đập chết rồi. Nào, đeo cái túi hương này lên, bảo vệ cô gặp dữ quá lành. Lại lừa gạt đúng không? Cái này có hiệu quả thật đấy. Trong này có phấn thơm giải độc, ai dùng rồi cũng nói tốt. Ta cho cô biết, trong mộ huyệt này khắp nơi đều có khí độc. Có nó, cô ngửi một chút là có thể an thần tỉnh táo. Thử xem. Đúng rồi, vừa rồi sao ngươi biết phải di chuyển tượng đá thế? Cô xem này, đây là tượng ông Trọng. Cha ta nói ông Trọng là một mãnh tướng dưới trướng của Tần Thủy Hoàng. Sau đó mọi người chôn ông ấy ở trong mộ để cầu xin tránh tà. Đến thời Tam Quốc, các mô kim hiệu quý đã xem nó như đạo mộ phù và đeo trên người. Thế nên cha ngươi vẫn đang âm thầm phù hộ cho ngươi, đúng chứ? Tướng quân, làm sao đây? Đi, giành lại đây, rõ. Tướng quân, chuyện là để ta đi. Ông giành đồ của ta làm gì? Buông tay, mượn xem thử mà. Buông tay, đưa cho ta. Buông tay, mượn xem thử mà. Đưa cho ta. Di vật của người ta mà ông cũng cướp à? Tìm thấy chưa? Không có ghi chép trong này. Chạy mau. Cẩn thận. Chi chi. Ta bảo này đại tiểu thư à, bế cô cũng tốn sức phết đấy. Đừng nói nhảm. Chạy mau. Mau ném bơm. Đại cẩu.
Đại cẩu, Tào Thuận, Tào Thuận, đại cẩu, đại cẩu, ráng lên, đại cẩu, đại cẩu, Thuận tử, ta không ổn rồi. Đừng nói gì cả, ta đi cùng ngươi. Thuận, Thuận tử, Thuận tử, Thuận tử, xin lỗi. Trong thôn hoàn toàn không có tiền, 500 lượng đó là lừa ngươi đấy. Họ không cho ta nói, xin lỗi. Ngươi đi mau, Sô ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Chúng ta cùng đi, hắn có áo giáp vàng, chúng ta cùng đi. Hắn không chết được, ngươi mau đi đi. Đại cẩu, đại cẩu, đại cẩu, đại cẩu, đại cẩu, đại cẩu, tỉnh dậy đi. Ngươi tỉnh dậy đi đại cẩu, ngươi tỉnh dậy đi đại cẩu, đại cẩu, ngươi tỉnh lại đi đại cẩu. Linh hồn của cha ở trên trời dễ dàng thấy được. Chắc chắn sau này con trai ta sẽ phấn đấu vươn lên, trở thành nam tử hán, đầu đội trời chân đạp đất. Nam tử hán, đầu đội trời chân đạp đất. Ta nhất định sẽ giết Sa Tô, lấy áo giáp vàng. Đứng lên, đứng lên. Đứng lên, để chúng đi dò đường. Dẫn đường đi, bọn ta không đi. Bây giờ chỉ có ngươi là cứng đầu nhất. Dừng tay. Tào Thuận, nơi này chỗ nào cũng là cơ quan, nếu các ngài bước sai nửa bước thì chết không có chỗ chôn thân. Chết đến nơi rồi còn dám nói dối. Quyển bút ký này đã ghi chép vị trí của kho báu và cơ quan ở đây. Bây giờ các ngài thả người ra thì đích thân ta sẽ dẫn các ngài đi tìm kho báu. Được, vậy ngươi qua đây, chúng ta trao đổi từng người. Ngài thả người. Tào Thuận, nhìn phương hướng viên đá chỉ dẫn, đi theo nó ra ngoài. Còn ngươi, đừng do dự, đi mau. Đi. Bảo trọng. Đi.
tiếp tục thả người. Khoan, bây giờ ta đổi ý rồi. Bắt đầu từ bây giờ, ta không thả kẻ nào nữa. Hoặc là ngươi dẫn đường, hoặc là chúng đều phải chết. Dẫn đường thì dẫn đường, sao phải căng thẳng vậy làm gì? Nếu còn giết tiếp thì xui xẻo lắm đấy. Bỏ đau xuống. Tứ Tốn hướng đông nam là cửa đóng, ngũ là hành thổ nằm chính giữa. Đi bên này. Tào Thuận, cẩn thận chút. Ta lại sống rồi, ta lại sống rồi. Đa tại đại nhân. Đi đằng sau. Có ma. Chỗ này có ma. Lại là nơi nào thế? Ta không muốn chết ở đây. Tầm Long nhất định phải xem tường. Một lớp tường là một cửa ải. Nếu đóng cửa có hình bát quái, chắc chắn có vương hầu ở đây. Đi, qua đây. Khí độc gây ảo giác, băng vương tập hợp yêu tà, quan tài đứng trấn quỷ dữ. Đến rồi, chính là ở đây. Rất tốt. Các ngài thả người ra trước đi. Mở cửa trước rồi nói. Bà con, cha ta đã nói, trong mộ toàn là khí độc và cơ quan. Người mà chủ mộ muốn giết là kẻ muốn trộm mộ. Lát nữa sau khi cửa mộ mở ra, cho dù nhìn thấy cái gì cũng tuyệt đối đừng đi vào. Chúng ta không phải kẻ trộm mộ, tuyệt đối không được có tà niệm. Người ma phía bắc là thủy, vị trí ngũ hành chính xác. Mỗi vị trí đều có trật tự, thuộc tính âm dương. Mọi người mau lùi lại, đây là khí độc, mau che mũi miệng. Mọi người mau lùi lại, mau che mũi miệng, lùi lại. Mau lùi lại, lùi lại. Mau lên, lùi lại, che lại. Mau, mau che lại. Tìm thấy rồi, che lại. Mọi người mau che lại, nhanh nhanh, lùi lại. Tìm thấy rồi, che lại, mau lên. Che mũi miệng lại. Làm gì thế, mau quay lại. Đuối vàng đuối bạc. Quay lại, không còn nghèo khổ nữa.
Cút ra, những thứ này đều là giả, đều là ảo giác. Để ta vào. Tao Thuận, quay lại. Túi hương giải độc của ngươi có đỡ hơn chút nào chưa? Mau kéo họ ra. Tao Thuận, tìm thấy rồi. Tìm thấy rồi. Chính là ở đây. Chính là ở đây. Chính là ở đây. Quay lại. Những thứ đó đều là ảo giác do khí độc sinh ra. Buông ra, đều là giả đấy. Chết đi, buông tay. Quay lại. Tìm thấy rồi. Những thứ đó đều là giả đấy. Đừng qua đó. Ngươi quay lại đi. Đều do khí độc trong mộ huyệt khiến họ sinh ra ảo giác. Trong này hoàn toàn không có báu vật. Lệ băng. Lúc mẹ ta chết cũng như vậy. Không ngờ lệ băng này lại ghê gớm như thế. Lệ băng ở đây có nồng độ cực cao, dùng lượng nhỏ sẽ làm tê liệt kinh mạch. Nếu hít vào một lượng lớn thì sẽ trúng độc mà chết. Thật sự không ngờ lệ băng ở dưới này chính là nguồn gốc của căn bệnh lạ nhiều năm qua. Đừng qua đó. Đừng. Linh đan, ta tìm thấy rồi. Ta có thể hết mọi bệnh tật. Ta có thể trường sinh bất lão rồi.
Quái vật này giống hệt với con rắn kia. Nó bị Lệ Băng hại mới biến thành bộ dạng này đấy. Sớm muộn gì tai họa cũng sẽ làm hại người vô tội. Đi mau, đi, đi mau, đi, mau. Tào Thuận, Quynh làm gì thế? Bụi mau đưa họ quay về, ta phải giết chết con quái vật đó. Một khi chạy ra ngoài, nó sẽ làm hại người vô tội. Cầm lấy cái này, không được, muốn đi thì cùng đi, đi mau. Đi, mở cửa ra, đồ lừa đảo. Tào Thuận, mở cửa. Ta có thể kháng lại các loại độc. Ta có thể hết mọi bệnh tật. Ta có thể trường sinh bất lão rồi. Kháng mọi loại độc. Phế vật, ngươi muốn tạo phản sao? Sớm biết bệnh của ngươi đã ngấm vào xương tủy, ta đã không nên nghe sự sắp xếp của ngươi từ lâu. Đưa cho ta, ta phải chữa bệnh. Đưa cho ta. Vì sao thế? Vì sao? Thứ này có độc. Tào Thuận, quên mở cửa ra đi. Tào Thuận. Đồ khốn. Tào Thuận. Linh hồn của cha ở trên trời dễ dàng thấy được.
Chắc chắn sau này con trai ta sẽ phấn đấu vươn lên, trở thành nam tử Hán, đầu đội trời chân đạp đất. Cố lên, đồ ngu. Đây chính là lời nguyền khi ngươi trộm báu vật của triều đại ta. Trên đời này hoàn toàn không có trường sinh bất lão gì cả. Chi chi, Tào Thuận, chạy mau, chạy mau. Cẩn thận. Là Tào Thuận, cứu chúng ta ra ngoài. Bà con, mọi người nhìn đây, đây là áo giáp vàng của thủ lĩnh giặc Oa. Cái này được làm từ tiền của mà chúng đã cướp bóc. Bây giờ chúng đã chết cả rồi, sau này sẽ không còn ai ức hiếp chúng ta nữa. Tốt quá, không còn ai ức hiếp chúng ta nữa. Vương Sinh, đây. Tay nghề ngươi giỏi, đun thứ này đi, làm thành vàng viên rồi chia cho bà con. Cảm ơn Tào Thuận, cảm ơn Tào Thuận, cảm ơn Tào Thuận. Cậu là ân nhân lớn của bọn ta, đều là người cùng quê cả mà, không là gì cả. Cảm ơn. Nếu đến cuối cùng vẫn khó phát hiện hài cốt ta, bị con trai ta oán hận cả đời, thì vẫn xin trời thương cho, giữ lại ta một linh hồn cô độc, bảo vệ con trai ta luôn khỏe mạnh, luôn bình an. Cha. Tên nhóc, quên đi vết thương, không ngừng vươn lên mới có thể nắm chắc số mệnh trong lòng bàn tay. Nhớ kỹ, đất có thể giấu vật quý, cũng có thể chôn người. Làm mô kim hiệu quý thì ngươi phải nghĩ cho kỹ đấy. Xin lỗi, cha ta đã lừa huynh. Bọn ta xin lỗi huynh. Đã qua cả rồi, đã qua cả rồi. Trong mộ này có một con bò cạp lớn như thế này, càng của nó dài thế này, kẹp kẹp kẹp, ăn hết những kẻ xấu vào trong bụng. Cuối cùng Mô Kim Hiệu Quý đánh bại hết đám quái vật này, trở thành một đại anh hùng. Các con biết vì sao những kẻ xấu này lại gặp báo ứng không? Không biết, bởi vì chúng đã ăn phải một loại đá cực kỳ đáng sợ,
tên là Lệ Băng. Sau khi ăn vào, chúng giống như phát điên. Thế nên, muốn làm một đứa trẻ ngoan thì phải như thế nào đây? Không được lấy bừa đồ của người khác, không được lừa gạt, không được ức hiếp người khác. Thông minh thật. Còn gì nữa? Không được ăn đồ linh tinh. Trưởng thôn đại nhân, sao nàng lại đến đây? Mọi người đều ở từ đường đợi chàng xem phong thủy để biết đường đào giếng nước kìa. Chẳng lẽ ở đây nói chuyện phím? Chỉ cần lòng người ngay thẳng thì chỗ nào cũng là phong thủy tốt cả. Các con, mấy đứa chăm chỉ đọc sách nhé. Lát nữa quay lại, ta sẽ kiểm tra mấy đứa đấy. Biết rồi ạ. Đi thôi. Nhân chi sơ, tính bổn thiện, tính tương cận, tập tương viễn, cẩu bất giáo, tính nải thiên, giáo chi đạo, quý dĩ chuyên. Đạo mộ, quân mai phục trong ngôi mộ kỳ bí.